Xin chào, konnichiwa. Cosmos no Lin desu. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục cái buổi thứ ba là buổi tôi hướng dẫn về cái cách học chữ Hán. Thì như ở buổi trước thì chúng ta đã biết cách tra bằng các bộ và sẽ và áp dụng vào tra ở trong cái bảng Hán tự 2136, và chúng ta đã có thể tra nhanh hơn, có thể hiểu biết nhóm là các cái chữ ở trong các cái bộ. Thì ở cái phần hôm trước thì trong mấy ngày vừa rồi thì các bạn là về nhà là đọc và chép đều đúng không? Có đọc và chép đều không? Hàng ngày đọc không? Có. Cái đấy là rất là quan trọng, cái việc bạn đều đặn hàng ngày đọc và hàng ngày chép như thế thì sẽ giúp cái việc học đọc ở trên lớp nó hiệu quả hơn. Còn cái việc đọc với việc chép mà lên trên lớp chúng ta cũng đọc lên cũng chép thì rất là mất thời gian. Thì sau khi các bạn đã đọc, đã chép này và bắt đầu đã thực hành tra 81 chữ của 81 từ vựng của N5 dùng kanji, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu những cái cụ thể và nó mang cái tính ứng dụng của kanji trong thực tế. Đầu tiên tôi muốn giới thiệu với các bạn, thì thông qua cái việc học kanji tôi cũng muốn giới thiệu các bạn về địa lý của nước Nhật. Nhớ các bạn nào đi du học Nhật thì chúng ta biết là chúng ta đi vùng nào, vùng đó như thế nào, hay là hình thù nước Nhật nó ra sao. Hay giả sử trong cái trường hợp mà bạn đi làm cho công ty Nhật chẳng hạn, thì biết công ty đấy nó là công ty xuất phát từ cái vùng nào thì chúng ta cũng sẽ hiểu rõ cái lịch sử công ty hơn. Thì qua những cái câu chuyện đó, những cái kiến thức về lịch sử, về địa lý của nước Nhật, khi bạn biết chia sẻ với người Nhật thì người ta cũng sẽ đánh ra cao bạn rất là nhiều. Thì chúng ta cũng như vậy thôi, ví dụ như là một người nước ngoài đến mà họ hiểu lịch sử Việt Nam, hiểu địa lý Việt Nam thì chúng ta cũng rất là vui. Thì đây là cái bản đồ của nước Nhật, thì nó mà hình nó cũng chéo chéo, nó không là hình chữ S giống kiểu ở Việt Nam đấy, mà xong nó chéo chéo như thế này, xong rồi ở đây nó có một cái đảo. Thì như ở trong địa lý các bạn cũng đã học rồi, ở đây tôi chia là các cái bốn cái màu chính này. Thì nước Nhật nó chia là bốn cái đảo. Đây là cái đảo ở phía bắc của Hokkaido, còn cái đảo trung tâm này thì hầu hết các tỉnh của Nhật đều nằm trong cái đảo này. Đây là đảo Tứ Quốc và đảo Kyushu, đây là đảo Shikoku. Thì nước Nhật có 47 tỉnh thành phố. Thì ở trên cái bảng này của tôi thì là tên của các cái tỉnh thành phố này, các cái tỉnh của Nhật. Riêng cái việc mà các bạn nhớ được tên đủ 47 tỉnh của Nhật này là rất là siêu. Thì nhân cái dịp mà chúng ta đang học chữ Hán thì chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ tra luôn xem các cái tỉnh này chữ Hán nó viết là ra sao và nó liệu nó có ý nghĩa gì không nha. Thì ở trên ở cái tài liệu tôi phát cho các bạn thì có cái tài liệu về tên các cái tỉnh, tên các cái tỉnh của Nhật, tên 47 tỉnh thành của Nhật. Thì chúng ta sẽ lần lượt tra xem là chữ Hán của các chữ đó là gì. Thì giống như tra các cái từ trong N5 thì chúng ta sẽ có một cột bên trái là chữ Hán của tên của cái tỉnh đó, cách đọc của tỉnh đó bằng chữ Hiragana. Sau này thì khi các bạn đã học Nhật môn hoặc là những bạn nào đã học tiếng Nhật rồi thì các bạn có thể biết luôn cách đọc đó. Nếu bạn nào chưa biết thì chúng ta sẽ dùng cái tài liệu này để luyện tập Hiragana luôn. Về âm Hán Việt thì các bạn tra mỗi chữ xem âm Hán của nó là gì và nó là trang bao nhiêu. Nhớ cách tra là sử dụng cuốn Hán tự 2136 và cái mục lục các bộ để mà tra. Rồi, đầu tiên là cái tỉnh ở phía trên này, đúng không, phía bắc, tỉnh này là Hokkaido, đúng không? Chúng ta đã nghe rồi, trong các phim thì thường có Hokkaido. Hokkaido là một cái tỉnh nằm ở cực bắc của Nhật, là tỉnh rất là lạnh, mùa đông mùa tuyết rơi. Thì cái nơi đây là cái tỉnh là rộng nhất của Nhật về mặt diện tích. Các bạn tra xem chữ Hokkaido rốt cuộc chữ Hán nó là chữ gì, nó có ý nghĩa gì không? Hôm trước tôi lại hướng dẫn cái cách tra này. Chữ này, ví dụ chữ Hokkaido này, chữ thứ nhất của nó thì nó có hai cái phần bên trái và phần bên phải. Thì một trong hai cái phần này sẽ là bộ. Chúng ta tìm trong cái mục lục các bộ thì
thì có cái phần bên trái hoặc cái phần bên phải này không. Thì trước hết là phải tìm nó ra xem nó ở trang nào, cái bộ đấy ở trang nào đã, thì chúng ta mới lần đến và tìm ra cái chữ đó. Đã tìm ra bộ của nó chưa? Bộ chủy ạ. Bộ chủy, đúng không? Bộ chủy ở trang 2 đúng không? Vâng. Ở trang 2, chữ này là chữ gì? Chữ Bắc đã. Bắc, đúng không? Bắc là trong Đông Tây Nam Bắc, thiếu phương Bắc. Tiếp theo chữ thứ hai của cái bộ này nó rất là quen này. Cái bộ này là gì? Hôm trước tra có rất là nhiều từ, các bạn nào đã nhớ bộ này chưa? Bộ thủy. Bộ thủy đúng không? Bộ này là bộ 3 chấm thủy. Bộ thủy là trang bao nhiêu? Thủy trang số 8 ạ. Số 8, bây giờ trang số 8 này. Lưu ý bộ thủy nó rất là dài, nó có rất là nhiều từ, nên có thể nó bắt từ trang 8 sang trang 9. Cái chữ bên phải của nó, nếu mà để một mình, chữ này có nghĩa là chữ mỗi. Mỗi này thì ghép với nước mà, từng giọt nước một vô biên thì nó biểu. Tiếp theo chữ này là bộ gì? Đúng rồi, chữ này thì nếu mà bọn em tách ra thì có thể tách ra đây là bộ xước, hoặc là đây cũng nó sẽ cũng là một chữ. Thì chúng ta tra theo từng cái bộ phận đấy, liệu cái bộ phận này có trong mấy bản này không, mà chúng ta dò dần dần. Bộ xước đúng không? Bộ xước trang 14, chữ gì đấy? Chữ đạo. Chữ đạo đúng không? Bắc Hải đạo đúng không? Thế nhìn chữ này phát biết là đây là Hokkaido rồi, nhìn cái mặt chữ Hán này quen. Chữ này là Bắc Hải đạo. Tại sao là Bắc Hải đạo? Bắc là miền phương Bắc, Hải là biển, thì cái đây là cái hòn đảo của cái vùng biển phương Bắc. Còn đạo thì là một cái đơn vị chỉ địa giới hành chính của Nhật. Chỉ địa giới hành chính của Nhật người ta chia làm 4 loại. Để ý đây này, cái này để này không ăn giận đâu. Tạm thời dừng lại việc tra các tên nhé, để nhìn vào. Tra cho anh 4 từ này nha. Từ này thì biết rồi, anh tra này. Từ này từ đạo này, đạo trong 14 này. Tra là từ này có bộ gì? Thổ này, dưới này có bộ Nhật này, ở bên cạnh này có bộ beta đằng sau này. Bộ beta đằng sau là gì? Là bộ gì? Bộ beta mà ở phía đang ở bên phải, ở phía bên phải đây nhá. Bên phải, bộ beta bên phải là bộ ấp. Đô đúng không? Đô trong 14. Đô 14 đúng không? Đô này là thủ đô. Chỉ có một chỗ được gọi là thủ đô, đó là Tokyo, đó là đô. Còn đây cũng là đạo này thì chỉ có Hokkaido là Bắc Hải đạo. Tra từ này. Từ này cái bao bên ngoài nó là bộ gì? Cái này là cái gì? Có bộ này hôm trước hướng dẫn nói bộ này là gì? Bộ nghiễm. Nghiễm trong bao nhiêu? Trong 5 ạ. 5 giờ trong 5 ra. Xem có từ này không? Chữ phủ ạ. Phủ. Phủ này là một cái đơn vị hành chính, nó chỉ có 2 tỉnh được gọi là phủ, đó là Kyoto và Osaka. Kyoto và Osaka thì đây là cũng là 2 cái tỉnh lớn, và Kyoto thì nó là cố đô của Nhật, cho nên là nó đặc biệt. Thì như vậy ở Nhật là có Tokyo này, Hokkaido này, Kyoto và Osaka là có cái chữ là làm sao mà chữ khác, còn tất cả các tỉnh khác thì nó chung một cái chữ này. Tra chữ này, tra bao nhiêu? Bộ gì? Bộ mục ở phần trên của nó là chữ mục đúng không? Vâng. Tra bộ mục ra. Huyện mà lại là tỉnh đúng không? Tra một lần, chúng ta phải nhớ. Thì các tỉnh ở bên Nhật thì nó đều là tên của tỉnh đó ghép với chữ này, trừ Kyoto và Osaka là ghép với chữ phủ này, Hokkaido là ghép với chữ đạo này.
Tokyo là ghép với chữ đô. Đây là đơn vị hành chính của Nhật. Sau này khi làm hồ sơ này, làm giấy để làm chứng minh thư hay giấy đi làm thì bọn em sẽ phải để ý cái này. Cái địa chỉ ở bên Nhật của cái công ty đối tác của chúng ta là sao, hay là của nhà chúng ta ở bên Nhật thế nào. Rồi tiếp, El Cha, 6 cái tỉnh tiếp theo. 6 cái tỉnh này thì người ta gọi là vùng Đông Bắc của Nhật. Vùng Đông Bắc cũng là một vùng rất là lạnh. Vùng này thì có những có cái tỉnh là tỉnh Fukushima, là cái tỉnh bị động đất sóng thần năm 2011. Và các cái tỉnh này thì đều có cái mùa đông tuyết rơi rất là dày. Có những cái đặc sản ví dụ như là Aomori có táo rất là nổi tiếng, táo ngon nhất của Nhật là Aomori. Yamagata là có thịt bò cũng rất là ngon. Akita là cái tỉnh ở vùng Đông Bắc có nổi tiếng là con gà xinh. Kiểu Tuyên Quang ở đâu ạ? Ở Akita, con gái rất là xinh và trắng. Tương truyền là ngày xưa cũng giống như là Tuyên Quang Việt Nam là các cái vua dẫn hoàng hậu, dẫn các phi tần chạy lên đấy. Con gái đấy rất là xinh. Cha đi, cha xem. Cái này một người Bộ Hòa. Đúng rồi, Akita là bộ này là bộ hòa. Bộ hòa này có nghĩa là cây lúa. Hòa là cây lúa. Bộ hòa thêm chữ hay là chữ hòa. Trồng lúa xong rồi gặt rồi người ta đốt rơm chẳng hạn, ví dụ thế. Cái mùa đấy là mùa nào? Thu. Chữ này chữ thu. Cha ra chữ thu chưa? Dạ, cha bộ hòa ra chữ thu chưa? Rồi, sang rồi ạ. Màu hồng. Chữ thu. Tiếp theo chữ này, chữ này dễ quá là gì nữa. Đây là một bộ luôn. Điền. Bộ điền trang mấy? Trang mấy? Trang 10 ạ. Trang 10. Người ta bảo mặt vuông chữ điền đấy, chữ điền đấy. Đây là ruộng này, xong còn cái hình chữ thập này giữa là cái đường đi nối lại trong ruộng. Akita, thu và chữ điền. Tiếp theo Aomori. Aomori. Đúng rồi. Nếu mà một chữ ấy, mình tách thành các bộ phận của nó mình không thấy thì có thể bản thân chữ đấy nó là một bộ luôn. Đã sửa cái bộ này thì nó trang 15. Là trang 15 ra xem mình thấy chữ thanh không. Chữ thanh. Thanh này bản thân nó là một chữ luôn. Thanh có nghĩa là màu xanh. Thanh niên, tuổi xanh. Chữ thanh ghép với chữ niên là thanh niên, tuổi xanh. Cha chữ tiếp theo. Tiếp theo là ba cái bộ mộc đúng không? Chắc là nó trong bộ mộc rồi. Sâm. Chữ này là sâm, ba cái cây thành hình rậm. Trong chợ là bộ mộc ra, bộ mộc trong bao nhiêu? 7 ạ, 7 ạ. Trong mở ra xem nhìn cái mặt đó chưa? Anh nói, nhớ giáo viên nói sai thì sao? Giáo viên chắc nghĩa 100% đúng. Mình dở ra nhìn thấy à, có căn cứ đúng. Thấy mặt nó chưa? Bộ mộc trang 7. Nhưng mà từ này nó là trang 8 ạ. Trang 8, bộ mộc có nghĩa là bắt đầu từ trang 7 nhưng nó phát sang trang 8. Sâm. Sâm. Màu xanh lá cây ạ. Sâm là rừng rậm. Tiếp theo. Trang chữ tiếp theo nào? Sơn. Sơn rồi đúng không? Chữ sơn này có bộ sơn luôn rồi. Trang Nam bộ sơn luôn. Sơn là núi. Tiếp theo, tra bộ kia đi. Bộ kia là bộ gì? Chữ kia là sam. Chữ này là có thể là bộ sam hoặc là cái bộ bên trái này. Bên trái có thể một trong cái hai thành phần đó. Bọn em cứ tìm và tra được và ok. Chữ hình. Bộ gì đây? Bộ sam. Đấy, đằng sau đúng không? Nó là ba cái gạch đằng sau. Bọn em nhớ là cái gạch của bộ sam là như thế này nhá. Nếu mà gạch theo cái chiều ngược lại thì nó sẽ thành khác nhá. Bộ sam là ba cái nét chéo từ trên xuống. Còn nếu mà nét theo chiều ngược lại thì không có đâu nhá. Sơn với hình đúng không? Tiếp theo.
Bộ gì? Bộ thạch. Bộ thạch hay bộ sơn? Bộ sơn. Bộ sơn. Ừ. Trên là núi, dưới là đá, núi đá, nham, nham thạch đấy. Nham là cái bờ đá. Bộ này là cái này là một bộ luôn. Bộ gì đây? Bộ thủ. Bộ thủ. Ừ, chữ Iwate. Chữ tiếp theo. Chữ này trông quen không nhỉ? Chữ này nhiều nhà người ta treo đấy. Chữ này nhiều nhà treo. Nhiều nhà hay treo chữ gì trong nhà nhỉ? Ngoài chữ tâm đấy. À, có ba cái ông đấy. À, ba cái ông. Ừ, Phúc Lộc Thọ. Sao chữ này ra xem là chữ gì? Anh bảo là chữ, tôi bảo là chữ Phúc đấy, nhưng mà chắc gì là đúng. Chữ này cắt thành bộ, nó là bộ gì? Cái bộ. Cái bộ này là bộ gì? Tìm ở trong các cái bộ thì chắc chắn có bộ này. À, chỗ này tôi bị nhầm nha. Nhầm thường hơn nhé. Thường hơn nhé. Chữ này nhé. Không có cái nét này. Chữ này. Nét này là bộ thị. Thị là biểu thị. Phúc. Phúc là Phúc Lộc Thọ. À, và em có biết là ở Việt Nam ấy thì chúng ta treo chữ Phúc là treo chữ Phúc như thế này, viết trên giấy sớ đỏ để treo. Nhưng ở bên Trung Quốc thì người ta không treo như thế. Người ta treo chữ Phúc, người ta treo lộn ngược ạ. Tại sao ạ? Nhà người Trung Quốc ấy thì thường chữ Phúc là người ta treo ngược lại. Tại vì ngược, ngược là gì? Âm Hán Việt của tiếng ngược là gì? Đảo. Đảo ngược. Đảo ngược có nghĩa là đảo. Đảo là lộn ngược. Đảo chiều là chuyển chiều. Đảo. Nhưng mà thì chữ Phúc treo ngược có nghĩa là Phúc đảo. Nhưng mà từ đảo ở trong âm Hán ấy, nó lại bằng từ gì nhỉ? Người ta chúc nhau Tết là mã đáo thành công. Đáo là tới. Đáo với cả đảo. Đáo với đảo cùng một cái âm đảo. Như vậy treo đảo chữ Phúc này có nghĩa là rước chữ Phúc tới nhà. Chữ Hán nó có những cái điều thú vị có thể giải thích như vậy. Nhưng mà chữ Latin thì khó mà có thể nghĩ ra biết. Tiếp theo, chữ gì? Tiếp theo, đây là tỉnh Fukushima. Fukushima. Tiếp theo, chữ gì đây? Đảo. À, chữ tiếp theo của Fukushima là chữ đảo. Bộ gì nhỉ? Bộ sơn. Bộ sơn, bộ sơn. Chữ này gần giống chữ điểu. Điểu là con gì? Điểu là con chim. Nướng con chim này, nướng con gà này. Chữ điểu và chữ đảo thì nó chỉ khác nhau. Chữ điểu ở dưới là bộ hỏa, còn chữ đảo dưới là bộ sơn. Rồi, tỉnh tiếp theo. Hết Fukushima. Tỉnh tiếp theo là tỉnh Miyagi. Bộ này là bộ gì? Miên. Miên mái nhà. Sớt. À, tra bộ miên ra xem nào. Cung. Cung trong hoàng cung. Chữ tiếp theo bộ gì đấy? Bộ thổ. Bộ thổ và chữ này là chữ thành. Chữ bên phải nó là chữ thành, trong thành công. Tra xem bộ thổ có ra cái này không? Nếu không thì chúng ta phải tìm chữ thành. Thành mà có bộ thổ là thành gì? Là thành quắc. Thành là cái ngôi thành. Miyagi. Rồi, hết 6 tỉnh vùng Đông Bắc. Tiếp theo là 7 cái tỉnh này. 6 tỉnh bình thường và Tokyo. Vùng này người ta gọi là vùng Kanto. Đây là chữ quan. Quan trong liên quan. Và chữ Tô là chữ Đông. Thì cái tiếng Việt là vùng Quan Đông. Ở Nhật nó có vùng phía này ở phía bên phải. Theo bản đồ thì Bắc đây, Nam đây, Đông đây, Tây. Vùng này người ta gọi là vùng Kanto, Quan Đông. Lại cái vùng Osaka này gọi là vùng Quan Tây. Hai cái vùng này thường nó đều là hai cái vùng phát triển của Nhật. Họ có cái hơi có cái ý ganh đua lẫn nhau. Rồi, tra tiếp, tra 6-7 cái tỉnh vùng Kanto. Cái từ này nó phân vào phía bên phải này. Bộ dương. Dương là con dê. Chữ này
chữ tiếp theo, chữ này là chữ rất là quen thuộc nếu ai chơi cờ tướng. Chữ này một mình nó là một bộ luôn. Quân ma rồi. Tiếp theo. Tỉnh gì đây? Chữ này thì chắc là bộ mọc rồi đúng không? Chữ này là chữ trước đây không có trong bản thường dụng đâu, người ta được bổ sung vào thì chữ này nó tồn tại gần như là chỉ có mỗi cái tên tỉnh này thôi. Ngoài tên tỉnh này chả bao giờ gặp. Toshiji là một cái tỉnh ở vùng Kanto nhưng mà nó ở phía đông bắc của tỉnh của Kanto. Tiếp theo, sang tỉnh tiếp theo nào. Tiếp theo là chữ kỳ. À chữ này, dạ ra chữ này chưa? Tôi. Chữ này chữ mộc rồi đúng không? Chữ mộc. Tỉnh tiếp theo. Kỳ ngọc. Ồ. Kỳ ngọc. Chữ này chữ ngọc đúng không? Âm dương có một đấy. Kỳ có bộ thổ này. Kỳ có trong bộ thổ. Ở trong bộ thổ. Kỳ này bộ thổ này. Kỳ này có nghĩa là cái vùng mũi, vùng đất mũi. Kỳ ngọc. Saitama. Saitama. Tỉnh Saitama này, tỉnh Tochigi này. Tochigi cũng nghĩa là hai cái tỉnh hiếm hoi ở Nhật mà không có biển. Nhật là đảo cho nên hầu hết các cái tỉnh đều có biển, nhưng Saitama, Tochigi không có biển. Từ đầu tiên nó là một trong, đây là bộ thảo mà. Cha bộ thảo có không? À thảo này chính là cái thảo này đấy. Chính là cái bộ thảo trong cái bảng đồ lục đấy, là nó viết chữ thảo một cách phức tạp ấy, còn viết đơn giản hết bộ thảo chính là cái này. Rồi sang lấy ra xem. Chính là bộ thảo trang 12 đấy. Chữ đi. Đi. Chữ này cũng màu đỏ, chữ này cũng mới thêm vào, chữ này là Ibara. Ibara thì nó chỉ là một cái con đường rất là gai góc, rất là nhiều chông gai. Chữ bên cạnh là chữ gì? Gặp chưa? Thành ạ. À, chữ thành, thành giống như chữ Miyagi đúng không? Tỉnh Ibaraki này có cái đặc sản là cái món gọi là natto. Natto là cái món đậu phụ, à cái hạt đậu lên men ấy. Cái hạt này rất là nó sẽ hơi dính mà mùi nó ban đầu cũng rất là khó chịu. Thì trước đây khi tôi thử lần đầu tiên thì cũng tưởng là ăn nhầm vào cái hộp mà người ta để quá hạn đi thối. Nhưng mà sau mà thấy người Nhật bảo người ta ăn rất là tốt cho sức khỏe thì cũng phải nhắm mắt nhắm mũi cố gắng học cách ăn. Nhưng mà ăn được thì thấy nghiện. Các bạn sang Nhật các bạn nên đọc ăn natto. Tại cái này vừa tốt cho sức khỏe vừa rất là rẻ. Sang Nhật nếu mà các bạn còn đi du học chúng ta cần phải tiết kiệm tiền thì cứ món gì ngon bổ và rẻ. Trước hết là bổ và rẻ thì chúng ta phải cố gắng học cách ăn. Tỉnh tiếp theo. Tokyo đúng không? Tokyo. Một chữ này là chữ đông. Đông bộ gì nhỉ? Bộ mộc. Đông này là bộ mộc hoặc là bộ nhật. Đông là bộ mộc đúng không? Mộc. À, mặt trời ló ra khỏi tảng cây. Kinh, kinh bộ gì đây? Đầu. Bộ gì đây? Miên. Bộ đầu. Đây bộ đầu chứ không phải bộ miên. Bộ đầu khác với bộ miên. Bộ miên là nó có hai cái ngoặc ngoặc ở xuống. Bộ đầu, đông kinh. Đông là phía đông, kinh là kinh đô. Thì Tokyo là kinh đô ở phía đông, tại vì nó nằm ở vùng Quan Đông. Riêng thằng Tokyo này không dùng chữ huyện, mà sẽ dùng là chữ gì nhỉ? Chữ đô. Đúng rồi, Tokyo To. Người ta gọi là Tokyo To. Tiếp theo. Từ này nó là một bộ đấy. Cam á, không phải. Nếu mà chữ can thì là hai cái nét trên nó song song với nhau, là nét ngang ngắn, còn đây là nét phẩy. Thập á, bộ thập á. Đúng rồi, đó, bộ thập thêm dấu phẩy. Thử tra bộ thập ra xem ra chữ gì chưa? Thiên ạ. Thiên. Thiên.
từ 10 lên 1000 luôn. Thiên là 1000. Thiên niên kỷ là 1000 năm. Tiếp theo chữ gì? Chữ này thì có thể tra bộ gì? Thảo. Bộ thảo ở trên hoặc là bộ mọc ở dưới, nó có thể một trong hai cái đó. Nhìn vào cái bảng của em cũng có đấy. Nhìn chữ lên bảng thì tôi biết xấu thì đổ không tra ra, đổ tại biết xấu. Diệp. 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 Ừ, Diệp là gì biết không? Diệp là màu xanh ạ. Diệp là màu xanh. Tại sao lại Diệp là màu xanh? Anh nghĩ đến Diệp lục. À đúng rồi, nghĩ đến Diệp lục là đúng. Lục là màu xanh rồi, Diệp là sao là màu xanh rồi nữa? Diệp là lá. Diệp là cái lá. Ừ. Diệp lục nghĩa là màu xanh. Lá màu xanh. Thiên. Diệp lục. Trong tiếng Việt của mình đều có sẵn rồi, nhưng mà mình nhớ lại ra, mình nhớ ra là thế nào. Chữ này là bộ lúc đấy, bộ của chữ phúc là bộ bộ thị. Thị. Ừ, bộ thị nhá. Giờ bộ thị ra. Bộ thị trang bao nhiêu? Trang 10 ạ. Bộ thị trang 10, chữ thần trang 10. Tiếp theo chữ bên cạnh. Chữ bên cạnh thì cái phần ở dưới nó cũng là chữ thị đấy, nó cũng là bộ thị, nhưng mà bộ thị nằm ngang, nằm ở dưới đấy. Bộ thị này là bộ thị khi viết ở bên trái, còn đây là bộ thị khi viết ở phía dưới. Thử tra bộ thị xem có ra chữ đấy không, có ra không, có trong bộ đại không? Có. Ừ, tóm lại là nó không thoát đi đâu được đâu. Chúng ta cắt được ra các bộ của nó, cắt ra các bộ phận của nó thì kiểu gì cũng tìm ra nó thôi. Tiếp theo chữ này đơn giản quá đúng không? Xuyên. Là một bộ, bộ xuyên. Xuyên là gì nhỉ? Sông. Rồi, vừa rồi là hết Kanto. Hết vùng Kanto thì đến cái vùng này gọi là vùng bờ biển. Ở Nhật ấy thì cái phần bờ biển phía này ấy, phía tây bắc này thì người ta gọi là bờ biển Nhật Bản, biển Nhật Bản. Còn ở phía dưới này là biển Thái Bình Dương. Thì biển Nhật Bản thì nó hay có, thì nó rất là lạnh. Biển Thái Bình Dương thì nó điều hòa hơn. Thì cái vùng này, vùng bờ biển, những cái tỉnh này thì đều là những cái tỉnh khí hậu rất là tương đối khắc nghiệt. Mùa đông rất là lạnh và gió rất là mạnh ở biển. Thì ở những cái vùng này thì thường là khí hậu rất là trong lành, ít người, dân số nó thưa thớt. Tiếp theo cái phần này gọi là phần miền Trung. Cái phần lúc nãy anh nói vùng Quan Tây. Vùng bốn cái đảo này, cái vùng màu xanh này là bốn cái đảo, gọi là đảo Shikoku. Chữ này là số mấy nhỉ? Số 4. Chữ này là chữ gì? Ngọc ở trong cái khung này, chữ quốc. Còn cái vùng mà năm cái tỉnh ở phía góc cuối cùng của cái đảo chính là vùng Siêu này, gọi là vùng này gọi là vùng Chi Quốc Cực. Đừng nhầm với Trung Quốc, nước Trung Quốc mà. Cái vùng này người ta cũng gọi là Chi Quốc Cực. Nếu các bạn không biết cái này thì các bạn có thể bị nhầm. Chi Quốc Cực thì nó cũng là các cái nước phía miền Trung giữa. Vùng cuối cùng là cái đảo Kyushu là Kiểu Châu. Châu, chữ này là chữ Châu. Châu lục này hay là các làm cái phạm vi nó là kiểu châu, nhưng mà hiện giờ thì chỉ có 7 tỉnh. Trước đây thời chiến quốc thì nó chia thành các cái bang, nó có 9 cái bang. Có một cái màu đỏ này nó tách ra, nếu mà trong bản đồ địa lý thực tế là nó tách rời ra hẳn Nhật. Cái đảo chính là đảo Okinawa, là một ở cái vùng phía nam, vùng đấy là vùng duy nhất ở Nhật khí hậu nhiệt đới. Thì vừa rồi các bạn đã tra đây là các cái tất cả các tỉnh của Nhật. Thì các bạn một lần nữa điền vào cái bảng này âm Hán, và chúng ta khi học Hiragana chúng ta cũng luyện cách đọc như này để làm sao nhìn thấy một cái từ như thế này, chúng ta biết đó là cái tỉnh gì, đọc được cái tên tỉnh đó, nhìn thấy. Các bạn không cần viết cái tên tỉnh của người ta ra, mà bạn chỉ cần nhìn thấy cái đấy và đọc được tên tỉnh ra, người ta mừng rơi nước mắt luôn. Rồi vừa rồi chúng ta đã tra cái tên của các tỉnh. Thì tên các tỉnh của Nhật ấy, thực ra chữ Hán nó rất là khó, có rất là nhiều chữ Hán màu đỏ luôn, tức là cái màu từ xưa là chưa có, năm 2010 người ta mới bổ sung vào, mà chúng ta vẫn tra được. Có nghĩa là khó đến đâu thì nó cũng chỉ nằm ở trong đây, nó không thoát được khỏi trong đây.
Rồi. Tiếp theo các bạn dở một cái tờ bài tập mà về các cái biển báo thực tế ở Nhật. Thì cái này là những cái biển báo thực tế chúng tôi sưu tập, chúng tôi chụp ảnh lại và in ra. Thì những cái biển báo bằng chữ Hán này và thực tế là nó có. Và khi nếu mà chúng ta không biết cái ý nghĩa của nó mà bỏ qua cái ý nghĩa của nó thì trở thành cái là đôi khi là rất nguy hiểm và đôi khi là bỏ lỡ những cái cơ hội. Ví dụ từ này, tra từ này đi, tra từ này xem nào, từ trên cùng là từ gì, có bộ chấm thủy này, bộ chấm thủy này. Chấm thủy đây, bộ chấm thủy trang 8 đúng không? Trang 8 là trang 8 là tiêu, tiêu, ừ, tiêu trong tiêu biến, biến mất tiêu, à, mất tiêu này, tiêu chính là mất. Tiếp theo là chữ gì đây? Hỏa, hỏa đúng không? Không biết rồi đúng không? Chữ này, chữ này là chữ đại ở giữa. Còn xung quanh là bốn cái mồm thì nó sẽ có thể là bộ đại hoặc là bộ khẩu. Tra đi, bộ đại trang 4 đúng không, có ra không, có không? Không, thử tra bộ khẩu hay là thằng này bộ khẩu trong bao nhiêu? Ba, khẩu trong 3. Tra đi, hay là thằng này lại không có khí à? Ừ, khí. Khí này có nghĩa là khí cụ, công cụ, khí đấy, kim khí đấy, khí này. Như vậy từ này có nghĩa là tiêu này, tiêu hỏa khí. Đoán được nghĩa của nó không? Tiêu hỏa khí, tiêu là gì? Làm biến mất đúng không? Chắc là dùng lửa để... Ừ đúng rồi, cái dụng cụ mà để làm mất lửa, ừ thì là bình cứu hỏa. Ừ. Đấy, thế khi cháy mà chúng ta đi nhìn thấy cái này chúng ta lại không hiểu nó là cái gì, không biết tìm mình cứu hỏa đâu, nhìn thấy chữ này chúng ta biết tìm nó là thế này. À chữ cái này chữ Noboruna này, cái này là chữ Hiragana. Các bạn chữ ở lớp này chúng ta chỉ học chữ Hán thì chúng ta không học mấy chữ đấy. Ừ. Chữ này nào, cái chỗ này, cái chữ này thực ra là phân được phân vào thành cái bộ như thế này, bộ này là bộ tiết này, ra là bộ tiết trang mấy nhỉ? Trang 2. Trang 2. Nguy, chữ này là chữ nguy trong nguy hiểm. Chữ sau tra ra xem trong mấy, bộ này là bộ gì nhỉ? Bộ phụ đúng không? Trang 14 hay 15? 15. 15. Bộ phụ ra chưa? Chữ này là chữ nguy hiểm. Ừ. Nhìn thấy chữ này là phải tránh xa thôi nhá. Khi đi nguy hiểm. Người ta đi như thế này là có thể rất là nguy hiểm, mình đừng có dây dưa mà động mặt chạy không kịp. Phải chạy ngay bằng kịp. Tiếp theo chữ này không? Cái từ katakana này có nghĩa là arubaito này. Bạn nào đi du học cũng phải rất là để ý cái này, tại vì arubaito đi làm mà còn kiếm tiền để đóng tiền học. Arubaito là việc làm thêm này. Thế là cái chữ bên cạnh nó là cái gì? À, đoán. Không đoán. Đoán là cái gì? Đấy thì chúng ta sẽ tra chữ bên cạnh xem nghĩa của nó là gì. Trước hết là nhìn thấy chữ này có bộ gì nhỉ? Thảo. Bộ thảo. Bộ thảo xong rồi nhớ là chữ nhật, dưới cùng là chữ lực, ở giữa là giống như kiểu chữ đại ấy. Thế cùng là bề tra lần lượt, thảo mà không có thì tao tra xuống tiếp. Thảo trang bao nhiêu? Trang 12. Ừ. Không có đúng không? Không có, tra tiếp. Cứ thế lần lượt, trẻ các bộ ra tra thôi. Nhật trang mấy? Nhật trang 7 đúng không? Lại tra xuống xem có không? Lần lượt tìm dò có không? Gần giống thôi. Chữ đó là chữ mộ.
chữ mộ. Mộ này ở dưới là chữ nhật nữa. Mộ này là chiều tối. Chữ lực nghĩa là tra tiếp, không có chữ nhật đúng không? Tiếp thì tra chữ tiếp, bộ khác. Kiểu gì nó cũng phải lòi ra. Tra bộ đại có không? Không có. Chứ còn nốt bộ lực ấy không có trong bộ lực ấy thôi, chắc không có trong quyển này. Cho chữ này tô thành màu. Có không? Không phải chữ mộ là chữ bộ nhật. Giống không? Đâu, tuyên ra chữ gì? Chữ mộ nào? Mộ gì đây? Ở bộ. Đúng rồi, chữ mộ có chữ lực này. À đây. Chữ mộ này có nghĩa là chiêu mộ. Chiêu mộ binh lính, ngày xưa khởi nghĩa là chiêu mộ binh sĩ thứ gì nào? Chữ mộ. Chữ bên cạnh. Nhân theo phần này không? Nhân này xong rồi cái mộ như mộ chủ nhưng mà lại thừa mất một nét. Ở trên nó là bộ mộc. Vậy ta tra bộ nhân. Không ra thì ra ta tra bộ mộc. Còn nếu không có nữa thì nói chung là một cái xác suất mà một cái từ không có ở trong cái bảng 2136 này là hầu như không có, rất là thấp. Kiểu gì nó ở trong đây. Bộ nhân là gần như cả trang 1 là toàn là bộ nhân. Đấy, những cái liên quan đến người. Không có à? Không có. Không có chuyển sang bộ không? Thì theo có không? Có thể cái này là một bộ trang. Thử xem các bộ có bộ gì ở trong này. Trang 15, bộ truy hỉ hóa ra thằng này là một bộ à? Đó. Dở ra, trang 15 ra. Truy hỉ có không? Tập. Trong tập hợp. Mộ tập là gì? Chiêu mộ tập hợp. Nguyễn người ta đang tuyển để làm thế. Nên đi đâu nhìn thấy chữ này có nghĩa là người ta đang tuyển một cái gì đấy. Nhưng mà tuyển cái gì thì là người ta viết đằng trước. Người ta đang tuyển người thuê nhà, tuyển người làm việc làm thêm, tuyển ca sĩ hay là gì đó thì tất cả đều có trước chữ này. Chữ này đọc là bồ siêu. Cho nên là khi bọn em đi, bọn em nhìn thấy chữ này là có nghĩa là tuyển cái gì. Tra tiếp. Chữ này. Đầu trên là bộ. Bộ mã. Giờ bộ mã ra. Chữ đằng sau là chữ chủ đấy. Chủ nhân đấy. Giờ bộ mã ra. Bộ mã 116 à? Chú. Ừ. Chú này là TR. Chú. Chú này có nghĩa là chú ẩn. Bán chú. Hay là chú gì đấy. Chú này có nghĩa là. Ừ. Tiếp theo. Ừ. Từ này ai đánh cả tướng biết đấy, quân xe à? Xa nó có bộ xa đấy, bộ xa trong bao nhiêu? Bộ xa trong 14 đấy. Ừ, bộ xa chỉ cái gì với xe cộ. Chú xa có nghĩa là đỗ xe ô tô. Ừ. Tiếp theo bộ này ở trên nó có hai cái cây đúng không? Ở dưới là bộ thị đúng không? Thì nó là bộ mộc và bộ thị. Cấm. Ừ. cấm đỗ xe, nhưng mà lại có thêm chữ gì nữa đấy, tra thêm chữ chỉ có bộ chỉ luôn đấy. Bộ chỉ trang bao nhiêu, thử tìm xem bộ chỉ trang bao nhiêu. Đây, cấm chỉ đỗ xe, cấm chỉ chú xa, đây là cấm đỗ xe. Sau này nếu nhỡ sang kia chúng ta thì có bằng lái xe, lái ô tô nhìn thấy cái này vẫn đỗ vào thì sao? Ở bên Nhật thì người ta không đến lỗi người ta sơn lên xe là đỗ ngu như ở Việt Nam đâu, nhưng mà sẽ bị phạt. Đây, cái này liên quan chúng ta. Sinh viên sang đấy thường đi xe đạp. Chữ này, tra chữ này. Có bộ đấy đấy. Xem bộ gì. Bộ tự trang 12. Có bộ tự luôn. Ừ. Tự. Tự trang 12, tự là tự mình, tự lập. Tiếp theo bộ này. Lúc nãy vừa có xong. Xa. Ừ. Thử giả bộ xa ra xem có thằng này không. Bộ xa trang bao nhiêu. Chuyển. Ừ. Chuyển. 14. Chuyển. Tự chuyển. Ừ. Tự chuyển xong đấy chữ gì? Xa. Ừ, tự chuyển xa là xe đạp. Di tên xa là xe đạp. Ừ, tự chuyển xa. Tiếp, vấn đề là tra hai chữ dưới. Chữ này. Đúng rồi, chữ này là bộ mục nằm ngang này. Có thể là bộ mục. Dưới này là chữ thập. Có thể là bộ thập. Đây là mục tiếp. Ừ. Mà bản thân cái chữ này nó là chữ thực. Tra đi, thử tra chữ mục xem có. Tra bộ mục xem có chữ này không. Các bạn cứ phân tích trẻ nó ra thì các bộ là sẽ tìm được nó ở đâu.
Bộ mục ấy có chữ trực đúng không? Chữ trực đầu tiên giống chữ này. Bộ mục không có. Rồi, mình thay tiếp. Bộ thật là xem có không? Bộ võng ấy, bộ võng ở trang 11 ấy. Thì đó, bộ võng nếu mà viết chính xác như tiếng Trung nó là như thế này. Nhưng mà sang tiếng Nhật à, khi người ta có thể viết như thế này, vẫn gọi là bộ võng. Trường, ừ. Trường thì trong tiếng Nhật nó là một cái nơi nào đấy. Chỉ một cái nơi, một cái địa điểm đấy thì người ta dùng từ trường. Nơi để, trí này là bố trí, nơi để xe đạp. Tự chuyển sang cái này là ok mà. Đây, bây giờ chúng ta làm quen với một số cái biển báo bằng chữ Hán trong tiếng Nhật. Đây thì tra thì nó cũng hơi khó một chút, nhưng mà cứ tra, bạn sau khi tra thì các bạn sẽ nhớ từ đấy hơn nhiều rồi. Thì trong tuần vừa rồi các bạn cũng đã tra các cái từ chữ Hán N5 này, các cái từ ở trong kanji lúc N 512 kanji lúc N thì coi như là gần như là tra hết những cái từ cơ bản N3 rồi. Cái này tra rồi đúng không? Trong tuần vừa rồi tra hết rồi đúng không? Đấy thì đây là những cái chữ Hán trong thực tế mà chúng ta gặp. Thì anh sẽ tiếp tục, tôi sẽ tiếp tục ra bài tập mà hàng ngày các bạn tra, vẫn tiếp tục tra, ngày nào cũng tra. Lần bây giờ chúng ta sẽ không tra trong N4 nữa, à trong N5 nữa, mà bắt đầu tra trong N4 và N3. Thì giao các cái từ đó là những cái từ dùng trong thực tế. Các bạn về các bạn sẽ tra tiếp. Đây là hết cái buổi hướng dẫn thứ 3. Chúng ta sẽ còn một buổi hướng dẫn cuối cùng trước khi, và sau đó thì các bạn vẫn tiếp tục cái việc mà tự học, tự tra trong vòng 14 ngày đúng như là cái tôi đã hướng dẫn từ ban đầu. Rồi, buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào, domo arigato gozaimashita. Hẹn gặp lại các bạn.